cái đứa đệ tử kia tiếp Thiên Đạo đâu mất tiêu ta, trốn đâu vậy Thiên Đạo? Bữa giờ thần thông của con tới đâu, lên đây nói chuyện đâu rồi ta? Có ai thấy Thiên Đạo không? Không thấy. Ok, trời, túc ở dưới, lên đây, lên đây. Hào quang chói lòa. Thiên Đạo này. Bữa nay tại sư phụ nói cả mấy tuần cũng khô cổ. Bữa nay nghĩ là chiêu này cũng hay á, sẽ bớt nó. Nãy nãy. Thiên Đạo có gì nói với huynh đệ tỷ muội, nói đi con. Con học được cái gì từ ngày theo cho bộ và có gì thì cứ nói. Cái này mới chia sẻ kinh nghiệm mà. Cậu còn bấm on rồi, nói đi. Để gần vô. Con gần. Sư phụ thì con lúc nào cũng cố gắng thay đổi. Và gần vô chứ. Dạ, cố gắng thay đổi và những gì mình trong quá khứ mình làm sai. Thì con người ta vô lượng vô kiếp, mình không biết, vô tình hay cố ý, mình tạo nghiệp quả, thì lúc nào cũng nên hướng về cha mẹ, mình thành tâm sám hối, mình thay đổi, mình xin bao nghiệp tội, vô tình hay cố ý, mình đã từng tạo, thì cha mẹ lúc nào cũng nghĩ về con cái với cái sự thành tâm ở trong lòng mình như thế nào, cha mẹ sẽ chứng nghiệm cái đó. Thành ra đối với đệ tử, tâm tạo thì nghiệp sẽ vào, sẽ có. Thành ra những gì mình làm, mình cố gắng, mình suy nghĩ, đừng có tạo, đừng có khởi những cái tâm tham sân si, lúc nào cũng phải nghĩ cho chúng sanh và sửa đổi. Cái đó có thầy Pháp Hòa nói con, còn nói chuyện của con. Con thì nghề của ông để ông nói. Dạ. Thì đó những gì con mình nói chuyện con không có làm cái gì hết. Dạ, con cũng không có làm gì hết, thì đó những gì con thay đổi, con sám hối vậy thôi. Thì đó là những gì con làm. Dạ. Hai đứa đệ tử này đang trên đường tu tập cũng có một chút điểm, cho nên cũng thấy màu sắc, cũng thấy mạng Đà La rồi, thiệt đó con, cứ thiệt á. Ok, nhưng mà gắn nha con với Thiên Văn rồi là gắn tu thêm rồi tới Thiên Tâm Như đâu rồi ta, lên đây. Ừ, tại vì mỗi một ngày mà con lái từ Sắc Mãn Tự đây 2 tiếng rưỡi, lái về 5 tiếng, 2 giờ khuya đó cũng xuống đây. Tâm Nhân. Dạ, con thưa kính thưa sư phụ trước, rồi kính chào các anh chị em tỷ muội của mình. Em tên là Thiên Tâm Như. Con thì biết Phật pháp từ nhỏ, nhưng mà chỉ đi vô chùa rồi rửa chén, rồi nghe sư nói chuyện, rồi gặp mấy người Tàu, họ nói càng lại càng giàu. Thì con mới nói là con nghĩ bụng là ủa sao kỳ vậy ta, càng lại càng giàu rồi mấy người ta không lại người ta nghèo sao. Cái bắt đầu con cũng bớt tin về các sư, cái rồi lớn lên đi học đại học rồi đi dạy rồi cái ra nước ngoài. Cái tới chừng ngày đầu tiên con bước đến Cali á, thì là gần dịp Tết, thì có con mới nói là để con đi chùa. Thì cái bác đó bác nói vậy nè: thôi đi chùa làm gì, sư sải ở đây giờ chỉ vì tiền thôi. Giống như là cái sư Dư Đà, sư bà kia mà nếu mà mình cho 20 bỏ bóc bỏ túi thôi chứ bà không thèm nói. Còn nếu mà cho giấy xanh xanh á, mà nhiều thì bà mới chào. Thế con mới nói để mình đi thử thì đúng sự thật là vậy. Con đưa 20 bỏ bóc bỏ túi, bà không nói gì hết. Nhưng mà con thấy người kia cặm cặp bỏ vô, cái bà nói sao vậy, lúc này khỏe hơn con rồi, lặp lặp lặp. Xong rồi cái con mới nản, con không đi chùa nữa. Rồi cái lúc mà tổng thống Trump mà ra ứng cử thì con gặp sư phụ ở trên mạng. Thì con mê cái câu nói của sư phụ, từng câu nói mà con mê Trump quá nên con mê sư phụ quá. Cái sao tự nhiên sao hết
hết ông Trump thua rồi cái tới nhiên tới giảng đạo, cái con nói trời cái này mới hay nha. Còn mới nói chứ mà sư phụ nói là núi đóng cửa là ra không có đợi hoài, con nói trời đợi hoài biết chừng nào mới được lên núi. Một bữa đó con đi đại xong con lên cổng đóng, cái con có số rồi chung vô, cái con thấy hai người kia đi, con hỏi em ơi em đi lên núi hả, nói dạ cho chị ké nè, dạ à, đi. Cái mới vừa tới chuồng công cái bác ba hỏi chứ con đi nổi không con, cái nói dạ con chắc đi không nổi, mà năm vô gì đạo Phật không biết có nổi gì không. Cái bác ba mới nói chứ thôi lên đây bác ba chở, trời mừng quá phóng lên. Cái lên tới mới vừa lên tới núi thấy sư phụ ngồi đó, trời ơi con phóng dục quần áo trên chạy rồi con mừng quá, nó trời ơi tôi mừng quá tôi gặp anh là tôi mừng hết lớn luôn vậy đó. Cái xong rồi cái nói với tôi là đại có phước luôn mà, em nói tôi nói lần đầu tiên tôi gặp anh là trời ơi, cái bắt tay sư phụ đâu biết sư phụ là thần thánh đâu, bắt tay hỏi sư phụ ra con sám hối chỗ đó, tại vì mừng quá nó kêu là mừng quá luôn á. Cái sao mà cái bắt đầu chạy lên núi cái lại xong cái chạy xuống ngồi kế bên, đâu biết sư phụ là thần thánh đâu, ngồi kế bên sư phụ luôn. Cái sư phụ nói con xách ra trời ơi có cái tiếng không à. Ủa vậy hả, sư phụ chạy ngồi bên này. Xong lát nữa được sư phụ tặng cho một tờ tiền 100 đô có vẻ này kia nữa. Trời ơi tôi nói nó mình ôm cái đó về trong lòng mà nó mừng ơi là mừng luôn. Rồi đến ngày sư phụ nhận làm đệ tử nha. Thì sư phụ hỏi cái đệ tử này ở đâu, cái nói dạ con ở dưới sát lâm lén tàu. Trời ơi giờ đây mà chú về 11:15 11:15 còn ngồi nghe sư phụ nói chuyện. Cái gì mê nghe sư phụ giảng đạo quá. Cái đến lúc mà sư phụ đi ra về, chạy lại sư phụ cho con cái ấn đi, sư phụ nhé lên. Nói thiệt nha mấy anh chị giống như khùng á. Tại vì biết sao từ đây mà lái về sát lâm lén tàu 2:15. Cái miệng cười te tét suốt à, vui quá đi, nó vui quá, nó mừng quá vì được cái ấn ở trên mà trên đó, tức như mình là được là đệ tử sư phụ. Thì mình nghĩ là giờ mình cũng không có còn trẻ cho nên là mình không có làm gì to tát, nhưng mà nguyện đời đời kiếp kiếp á là đệ tử của sư phụ. Dạ mình còn sống á thì nếu núi mở thì mình sẽ lên núi phụng sự cho núi, lo cho núi. Ví dụ như là mình gặp ai á, thì mình khuyên người ta đi tu giống mình, mà không đi thôi. Còn ai chịu đi á, thì mình sẵn sàng lái xe từ dưới đó chở người ta lên đây để mà người ta được gặp sư phụ. À, rồi mình chỉ có nhiêu đó thôi. Con cảm ơn sư phụ. Phải nói là cả đời con á là con thương sư phụ, dạ con không biết nói gì mà con thương sư phụ nhất trong cuộc đời của con. Thương mẹ thương cha. Dạ thương mẹ thương cha nữa con quên, tại con vui quá nên con. Dạ đúng rồi, con thương cha mẹ nhất rồi thương sư phụ nhất rồi thương mấy anh chị em ở đây. À, ai con cũng thương á. Đây là tử Na Uy Hạ Long lên con, này cũng hộ pháp tứ thiệt á. Nói tiếng gì cũng được, nói tiếng Na Uy cũng được. Nó bên Na Uy bay qua bài. Con là thuộc dạng hộ pháp, con nói đi. Có cảm tưởng gì con nói. Con kính chào, xin chào sư phụ và anh chị em Thiên Tâm ở đây. Xin cảm ơn sư phụ đã nhận con làm đệ tử. Cũng được quen biết một số anh chị em ở đây và cũng muốn đồng quen thêm để học hỏi. Cũng muốn nói về một mong muốn con mong muốn nhất là con có thể gần gũi sư phụ để con gần gũi sư phụ và đức thầy để con có thể giúp đỡ và có thể học hỏi thêm và có thể giúp cha mẹ và các chị con cái đó là xin cầu nguyện mong muốn của con sắp sửa rồi con.
cách đây không bao lâu, mỗi lần mà họp với bà trên á, Đức Thầy mấy chị dị nói là những đứa như này nè, những đứa họ Thiên mà nhỏ nhỏ này nè, nó chưa có hiểu về tâm linh thì cứ để nó bình thường giống như hai hồi nãy đó, nhưng mà mặt đời á là nó giúp liền được. Khi một nước Việt mà cái nóc đàn mà nó xuống tông á thì một đêm sáng thay đổi hết. Thì tất cả mọi đứa nào có cái gì, có tài năng gì thì sáu triệu chim hiền về nụp nượp á, nó sẽ có ngày đó. Thùa cũng mong ngày đó, thì nãy thùa cũng khấn ngày đó, thì mong ngày đó con á xuất hiện đầu tiên ở phi trường tân sinh nhất đón sư phụ nghe con. Đừng có để cho mấy công an nó còng cho phụ trước rồi. Rồi thì có mấy đệ tử nhỏ tiếp tục. Nguyễn Nga lên đây con. Đệ tử này con ứ đây lên clip mà để làm lưu niệm thôi. Dạ. Đệ tử này cũng lì lắm, bay dù dù rồi. Mặt bình thường cái chắn bây giờ sao đổ quét vậy. Trời ơi, Bi Trí Dũng, con của ông trời mà sợ ai mà rúng. Dạ. Con của ông trời sợ con của ông trời. Quay về hướng này luôn. Trước tiên con xin kính chào sư phụ, con cảm ơn sư phụ và tất cả cô bác chị em họ Thiên. Con không biết nói gì hơn, con chỉ cảm ơn sư phụ đã nhận hai đứa con. Cái đó là duyên kỳ ngộ của gia đình con. Con chỉ biết cảm ơn sư phụ thôi. Con cũng biết nói gì hơn. Nhưng mà con cũng cho các anh chị biết là cái cơ duyên là cái em ngủ em nằm mơ em thấy sư phụ. Em thấy sư phụ em nói chứ. Mà sư phụ vui lắm chứ em mới nói là sư phụ ơi, sư phụ nhận con thì sư phụ phải nhận hai đứa con của con luôn nha sư phụ. Em nói vậy thì tự nhiên sư phụ nói con. Xong thế là em gặp sư huynh nữa, cũng gặp sư huynh ở trên núi Thiên Long Sơn. Thế là tự nhiên hôm nay kỳ duyên em dẫn hai đứa con em đi. Một đứa trước á, là đi ba lần rồi mới gặp được sư phụ. Một lần trước thì sư phụ bị bệnh Covid. Lần thứ hai thì nó bị đi qua hiệu tình với em, nhưng mà nó đi trễ thì nó bị tới stop ở Chicago chứ nó bị sao quét nó tắt nó đi tới là nó ở một tuần lễ ở Chicago. Nó nằm ở Chicago ở hotel luôn. Nó khóc nó nói mẹ ơi con sợ quá, con sợ quá mẹ ơi, nó không sao đâu con. Thế là nó đi về luôn. Dạ, xong bây giờ hôm nay em nói chuyện của con thôi à. Dạ con. Từ lúc mà có ông kia với lúc mà bỏ ông kia theo cha mẹ nào sướng hơn để dạ. Dễ hiểu còn vòng vòng con hơn con. Dạ có nghĩa là vậy là dạ, em có quen được một người bạn trai 90 năm rồi nhưng mà 90 năm nhưng mà em vẫn có nhận đúng là sư phụ cũng thương đệ tử nhận Quân phải không? Dạ, người đó tên Quân. Ok, để thuộc nó cho lẹ. Để 3-4 năm. Ok, cái luật của bề trên nói á, một là sư phụ gán độ, mà độ không được là lên xin mẹ là mẹ chặt. Chứ mấy con muốn chặt cái mối duyên thế gian không thể, rất là khó. Thì con kể khúc đó được rồi, dạ. Chứ con kể mà hết. Tự nhiên chứ con kể khúc chặt đi. Em đi tại sao độ không được là phải chặt đúng không? Em đi tạo nó có hai, hai đường phải lựa chọn. Em lấy cái cuốn kinh Thiên Tâm Đạo ra em đọc kinh, mà em đọc ngay giữa ngoài biển em lại thì tự nhiên cơ duyên đó từ đó là 10 ngày đó là em không còn muốn nhìn cái người đó nữa. Thế là về là em chia tay luôn. Lúc trước chiên nổi dạ. Chặt lúc nó dài quá gần gà em chia được luôn mà em không buồn không mấy, mà bây giờ em rất là vui, mà em rất là sướng, em nhờ có sư phụ được. Không phải tại gì chứ chưa cái ông nhận tôi đệ tử. Tôi nhà ông đệ tử này nọ, ổng không có chịu, ổng cứ gẫm với phụ mà, ổng coi với phụ giống như hề vậy đó. Mà ổng giống hề thiệt, ổng giống chí tâm phải không? Ở mặt ổng hình chí tâm. Thấy ông Vân bữa nào qua tôi nhận ông muộn rồi. Dạ, nên em nói mấy anh chị em. Ông qua đây gần 3 năm mới còn, mà đổ nổi. Đạo đi, cha mẹ sẽ đổ mình những cái nguyện vọng gì.
nghiệp duyên hay là những cái gì trở ngại đều được vậy, được cha mẹ. Đây có tụi ba rồi đó, tụi ba đâu lên đây nói. Tụi ba có gì đó lên đây nấp, trời cái cột đó, cột đó tụi nhận thấy con mà lên đấy từ từ ruột. Có gì chia sẻ con chưa để khóc rồi thôi hả? Chuyện của con cũng giống như chuyện của hai nhà, hai đứa ngồi họp ngồi chung. Ok, gần chút quay lại.